Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn cùng những anh em nghiện ngập đam mê bộ môn banh bóng đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Quan Khánh. Thì đây sẽ là video thứ hai mình lên cho anh em. Thì như mình nói ở rất nhiều video rồi, hiện tại mình đang có tới 3 nhóm chơi, 2 nhóm Zalo và 1 nhóm Tele để anh em giao lưu học hỏi. Thì với những anh em nào mà cần nhóm để vào giao lưu cũng như là chia sẻ những mã kèo chơi, cũng như là nhận những mã kèo từ những anh em cao thủ ở trong nhóm, thì hãy liên hệ ngay với mình qua số Zalo hoặc Tele đang chạy trên màn hình. Còn với những anh em nào mà cần những mã kèo riêng như ông em này thì cũng cứ liên hệ với mình sẽ đưa riêng cho anh em, từng anh em một có những mã kèo riêng nhá. Đây, mình vừa đưa riêng cho ông em này những mã kèo và dặn dò từng chút một, hy vọng là em nó sẽ được bú. Nói chung là banh bóng thì mình nên cho anh em là để cho anh em tham khảo, và xác suất win của mình thì nó sẽ cao nhá. Anh em có thể xem lại những video mình làm thì là anh em biết là nó ăn với tỷ lệ bao nhiêu. Rồi không nói nhiều nữa thì mình sẽ làm cho anh em trận đấu thứ hai vào buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu giữa Valencia gặp La Palma. Trận đấu này thuộc La Liga anh em nhá, và sẽ diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng mai. Thì anh em cố gắng nếu mà thức cùng mình xem thì là quá ok luôn. Thì như anh em thấy ở đây mình sẽ đi nhanh thôi. Trận đấu này mình sẽ làm rất nhanh cho anh em. Đội chủ nhà Valencia họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Còn bên phía La Palma thì họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3. Đá cao nhất trên hàng công của Valencia sẽ là Hugo Duzo, số 9 nha anh em. Ba cầu thủ đá hỗ trợ phía sau sẽ là Diego Lopez Loguezon, số 16, số 10 Anze Almeida và số 23 Fan Pezep. Fan Pezep thì với Loguezon sẽ là hai cầu thủ chạy cánh hai bên nha anh em. Hai cầu thủ tiền vệ phòng ngự sẽ là Javier Guiza và số 18 Pepe Lu. Hàng phòng ngự thì hai bên cánh sẽ là Jose Luis Gea. Bên cánh phải sẽ là Thierry Cozia. Hai trung vệ sẽ là Mukta Dikabi và số 5 Gabriel Ponita. Thủ môn sẽ là Jorge Mama Abini, số 25. Bên phía đội khách La Palma thì đá cao nhất trên hàng công sẽ là số 9 Sando Zamizep. Hai cầu thủ hai bên sẽ là Jonathan Vieira và số 17 Muni Enhadadi. Ở tuyến giữa sẽ là Kizan Jozicque, số 20, số 12 Enzo No Dike và số 5 Javier Muno. Thủ môn sẽ là Alvaro Vanep. Ở trận đấu này thì bên phía chủ nhà họ sẽ thiếu vắng Alberto Maggi, và bên phía đội khách thì họ sẽ thiếu vắng tới hai cầu thủ, đó là Fabio Gonzalez và Alberto Monizzo. Rồi thì như anh em đã biết, ở trận đấu đầu tiên thì Valencia đã rất xuất sắc khi đánh bại Sevilla ngay trên sân của Sevilla. Điều đó thể hiện rằng Valencia đang có khởi đầu mùa giải mới cực kỳ tốt anh em nhé. Có khởi đầu cực kỳ tốt. Và trong 5 trận đấu gần đây thì Sevilla đã giành được khá nhiều chiến thắng. Trên 5 trên 6 trận đấu gần đây họ giành được tới 5 trận thắng. Ở trận đấu này thì như lúc chiều mình có xem những mã kèo mà Trang đang đưa ra để tham khảo thì hiện tại mức kèo đang là chấp 0.75 nhưng ăn hơi thấp anh em nhá. Đây, mình mở lên cho anh em xem sớm. Kèo hiện tại thì đang là Valencia chấp 0.75, anh em bỏ đủ ăn 86 và anh em đi dưới La Palma sẽ là bỏ 93 ăn đủ nhá. Tài xỉu cả trận sẽ là 2.25 và tài hiệp 1 sẽ là 1 hòa. Valencia chấp hiệp 1 0.25. Ở trận đấu này thì khả năng cao nó sẽ nổ tài FT anh em nhá. Tỷ số có thể là 2-1 hoặc là 2-1, mình nghĩ là tỷ số như vậy, một tỷ số khá là đẹp trong những trận bóng đúng không ạ? Ở trận đấu này thì sau khi giành chiến thắng trước Sevilla thì Valencia sẽ quay trở về sân nhà. Và đây là điểm tựa và mình đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của Valencia trước La Palma anh em nhé. Như anh em thấy ở đây thì với Valencia đây, 36 trận đấu gần nhất họ thắng tới 5,
chỉ thua đúng một trận trước Aston Villa ở một trận giao hữu. Còn lại 4 trận giao hữu trước đó thì họ đều giành chiến thắng nha. Họ giành chiến thắng trước Saint Gallen rồi là trước Spartak Trnava hoặc là Nottingham Forest của ngoại hạng Anh. Còn đối với câu lạc bộ La Palma thì như anh em thấy ở đây 7 trận đấu gần nhất họ chỉ thắng được 2 trận thôi, thua 2 và hòa 3. Ở trận ra quân thì họ hòa anh em nhé, xin lỗi vừa mình nói họ thua, họ hòa với tỷ số 1-1 trước Mallorca ngay trên sân nhà. Đá sân nhà mà họ còn chả thắng được thì mình nghĩ rằng đến sân khách mà gặp Valencia thì rất dễ là La Palma sẽ ra đảo anh em nhé. Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ thì nó cho thấy rằng khá nghiêng về Valencia. Chỉ có những trận ở mùa 2016, tận 2016 thì là nó nghiêng về La Palma thôi. Còn lại thì trong thời gian gần đây thì mình nghĩ rằng ở trận đấu này thì Valencia nó sẽ làm gọi La Palma thôi, không có gì bàn cãi cả. Ở mùa 2018 thì thằng La Palma nó có giành chiến thắng, nhưng mà khi đó là Valencia nó dính tới hai cái thẻ đỏ. Và La Palma nó chỉ là đội bóng mới lên hạng thôi. Thực sự thì phong độ gần đây của La Palma nó không tốt như mình vừa đưa cho anh em xem ở đây đúng không ạ? Nếu tính 5 trận đấu gần đây thì La Palma nó chỉ giành được có một chiến thắng thôi. Một chiến thắng thôi anh em. Một chiến thắng mà thua 2 trận, hòa 2 trận. Vì vậy ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng rất khó cho La Palma khi phải thi đấu trên sân nhà, sân Metena của bảy rơi những cầu thủ Valencia. Ở trận đấu này thì mình sẽ thông tin thêm cho anh em là với 10 cuộc đối đầu gần đây, hai đội thì đều có tối thiểu ít nhất một bàn thắng ở hiệp 1. Và 6 trên 8 trận đấu gần đây của Valencia và 2 trận đấu vừa qua của La Palma đều có tối thiểu một bàn thắng ở hiệp 1 anh em nhé. Cho nên trận đấu này anh em có thể dùng được, có thể dùng. Thì với những anh em nào mà cần cái mã kèo dung hoặc tài trận đấu này thì hãy liên hệ với mình bắt khi bắt đầu trận đấu diễn ra nhá. Thì mình sẽ xem ít phút xong mình sẽ gửi kèo cho anh em. Còn ở trên nhóm thì mình sẽ có mấy anh em lên nhóm rồi. Mấy anh em lên kèo trên nhóm. Mình thì thường sẽ đưa kèo cho anh em, kèo riêng cho anh em cũng như là hướng dẫn anh em cách chơi, cách vào kèo, cách đọc kèo. Đó là cách chăm sóc khách của mình. Còn trên nhóm của mình là có 3-4 anh em lên kèo cơ, chứ không phải một mình mình. Mình thì rất ít lên kèo trên nhóm. Mình rất ít đưa kèo lên. Mình thường thì sẽ đưa kèo cho anh em. Khi nào anh em mà cảm thấy thích vào nhóm để giao lưu thì mình sẽ đưa anh em vào nhóm nhá. Còn anh em thích kèo riêng thì mình sẽ đưa riêng. Thì ở trận đấu này trước khi diễn ra trận đấu này thì hai đội chọc thủng lưới nhau ở 7 trên 10 lần đối đầu gần đây. Tức là cả hai đội đều ghi bàn. Và Valen để thủng lưới 3 trên 4 gần đây. La Palma cũng không giữ sạch lưới 3 trên 4 trận vừa qua. Thì với câu lạc bộ Valencia thì họ đã mang lại lợi nhuận cho anh em khá nhiều trận đấu gần đây nhá. Khá nhiều. Và Valencia đã giành chiến thắng trên sân nhà cả hai trận đấu gần đây. Như vậy là mình sẽ đánh giá rất cao cửa thắng của Valencia. Mình sẽ đánh giá cao, rất cao cửa thắng của Valencia. Và mình sẽ chốt kèo cho anh em đó là kèo Valencia chấp HT 0.25. Thì anh em cứ đi trước cái kèo này cho mình nhá. Còn cái kèo chấp FT này anh em hãy đợi nó ăn full. Ăn full anh em có thể đầu tư vào. Và với cái kèo rung này thì anh em cũng đợi nó ăn full thì anh em mới vào nhá. Kèo tài FT hai hòa cũng có thể vào được. Nhưng mà trước tiên anh em hãy đi hai kèo này cho mình. Anh em nào mạnh vốn thì có thể đánh luôn kèo FT nhá. Đánh một hòa cũng được. Và cái kèo HT thì anh em có thể đi luôn. Hoặc là đánh hẳn kèo chấp 0.5. Trận đấu này thì mình đang dự đoán kết quả sẽ là 2-1 hoặc 2-0 nhá. Rồi, video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Thì anh em nào có nhu cầu một trang trả trước uy tín, rút nạp được nhiều lần, cũng như là những anh em mới học đầu tư mà chưa hiểu biết gì về cách vào kèo, đọc kèo, hãy liên hệ với mình qua Zalo hoặc Tele. Mình sẽ trả lời anh em một cách sớm nhất có thể, cũng như là hướng dẫn anh em một cách nhiệt tình nhất. Rồi, video của mình xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại anh em.